Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ nấu một món cháo dành cho bé ăn dặm. Đó là mình sẽ nấu cháo cá bống. Đây là cá bống và mình sẽ nấu cùng với rau muống nhé. Ở đây thì rau muống mình chỉ sử dụng cái phần lá mình đã ngắt và mình rửa sạch. Các bé có thể ăn được đa dạng rất nhiều loại rau mà trong gia đình mình thường sử dụng. Mình thì mình cho bé ăn rất nhiều loại rau mà các bé thì đang còn nhỏ nên là mình chỉ lấy phần lá, mà ở phần lá thì nó cũng có rất là nhiều vitamin. Mình không lấy phần cuộn rau nhé, nó sẽ cứng và các bé sẽ không ăn được. Cá thì ở đây mình sử dụng một con, mình cắt bỏ phần đầu. Bây giờ thì mình sẽ mang đi mình luộc cá nhé. Và rau thì mình sẽ đi bằm nhuyễn. Ở phần cá này thì khi mình luộc thì mình sẽ cho vào một chút gừng để cho nó khử mùi tanh của cá và cá được thơm ngon hơn nhé. Mình luộc cá để cho cá vừa chín tới là được nhé. Để mình có thể loại bỏ cái phần xương và cái phần da cá, mình lấy đi cái phần thịt là được. Đây là phần cá mà và rau mình đã bằm nhuyễn. Cá thì mình đã gỡ xương và chỉ lấy phần thịt. Bây giờ thì mình sẽ mang phần rau và cá này đi mình nấu cháo nhé. Đây là cháo mà mình đã nấu sẵn và bây giờ thì mình cho lên và mình nấu lại. Nếu mà các mẹ nấu cháo mà mình nấu vừa rồi thì mình không cần cho thêm nước sôi hoặc là nước dai xi. Còn nếu các mẹ mà nấu cháo đặc thì mình có thể cho nước dai xi vào mình nấu cùng với cháo nhé. Tùy vào bé ăn được cháo hạt vỡ hay chưa. Nếu mà chưa ăn được cháo hạt vỡ thì các mẹ có thể dùng dây để dây qua dây. Bé nhà mình thì 8 tháng thì đã bắt đầu, 7 tháng rưỡi đã bắt đầu ăn cháo hạt vỡ rồi. Cháo của mình đã sôi lên rồi thì mình đầu tiên là mình sẽ cho cái phần cá vào trước. Cá này thì các mẹ có thể bằm nhuyễn hoặc là mình dùng muỗng mình tán ra là cá sẽ nhỏ rồi, tại vì cá này nó cũng mềm. Đặc điểm của cá bống này thì nó mềm và thịt của nó rất là ngọt. Đấy là mình rất thích ăn cá. Vậy là rất là nhanh và đơn giản, mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo cá bống nấu với rau muống dành cho bé. Hy vọng là với món cháo này thì các bé sẽ ăn ngon miệng và bổ sung vào thực đơn của các mẹ thêm một món cháo dành cho các bé. Video thực hiện món cháo cá bống của mình đến đây là kết thúc.
xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thêm những thực đơn mới nhất dành cho bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.